Chào cả nhà nhá. Video này mình sẽ quay quá trình mình sửa ba cái bao quạt nhá mọi người nhá. Còn cái ba cái gửi một túi đồ sửa này. Thì đây. Bo quạt Mitsubishi mất nguồn, bo quạt treo tường Vinawin mất nguồn và bo gạo quạt Kangaroo cũng mất nguồn nhá. Đây, chúng ta sẽ tham khảo những cái bo quạt này nhá. Đây này, bo quạt Mitsubishi treo tường này. Bo quạt đấy, ba bo nhá. Và sửa nó thì mình sẽ lợi dụng bộ cấp nguồn nhá. Đây là bộ cấp nguồn mà mình hay dùng này. Để làm cho nhanh và gọn. Thứ nhất ấy là chúng ta sẽ kiểm tra xem vi xử lý có sống không bằng chính cái bộ cấp nguồn này này. Thì với những con IC trong những cái quạt điều khiển ấy, thì đa số nó sẽ chạy 5V DC nhá. Còn nó ký sinh trên dây AC nào thì mặc nó các bạn ạ. Thì nhìn qua nhá, đầu tiên là cái bo này trước, bo càng quạt Kangaroo này, bo quạt này có quạt phun xương các bạn ạ. Số không, cái con này là mở nguồn cho, ôi rồi mở nguồn AC cho phần nguồn phun xương mist các bạn ạ. Chúng ta sẽ nhìn con bo này nhá. Đây là cái bác này, bác cũng tự sửa nhưng không sửa được nên bắt đầu mình sẽ nói hướng cho mọi người xem nó chết như nào nhá. Con này thì chết nguồn cấp trước. Tụ lọc nguồn cấp trước này và nó chạy con PN8024. Mạch nguồn hạ áp trực tiếp thôi. Từ 220 chỉnh lưu lửa chu kỳ thành nguồn DC. Sau từ năng lượng DC đấy nó sẽ đi qua con mạch hạ áp, mạch nguồn bức DC. Đó là IC này, quận L và diode ấy, nó sẽ hạ ra một cái nguồn là 12V. Mình đính chính cho mọi người con PN8024 này thì là chân của nó hoàn toàn giống chân Viper 12A nhưng mà chân FB, tức là cấu trúc bên trong của nó ấy, là nó FB luôn, nguồn ra là luôn là 12V nhá. Tất nhiên nó là hạ trực tiếp do đó mà nó ra cũng không chuẩn xác đâu. Nó có thể lên 12,2 hoặc là 11,6 chẳng hạn nhá các bạn nhá, nhưng là vẫn đáp ứng được. Những cái mạch này chúng ta sẽ thấy nó sẽ dạ ra một cái nguồn 12V nọc trên con tụ này này. Thì giả sử các bạn mà không có IC, các bạn tháo bỏ hết những cái cụm điện kia này, chúng ta lấy một cái adapter nguồn cách ly, chúng ta sẽ chúng ta cấp 220 cho nó và chúng ta tạo ra 12V tầm 1A hoặc 0,5A cũng được. Cấp dương âm trên con tụ này là chúng ta sẽ sửa được nó ok, với lỗi nguồn không sửa được nhá. Nhưng view mình bao quát rộng cho chúng ta đấy. Hoặc tiếp theo này là từ cái năng lượng nguồn 12V đấy ấy, thực tế là nó lại đi qua một cái mạch nữa gọi là hang con điện trở ấy, đi tới con 7905 này để hạ ra cái nguồn 5V để nuôi cho con mờ su này và cho con toàn mạch nhá. Như vậy là nếu mà các bạn mà không có nguồn 12V, adapter 12V ấy, mà các bạn có adapter là 5V nhỉ, thì chúng ta sẽ cấp cái nguồn adapter đầu ra của adapter trên dương tụ này thì cũng chúng ta cũng ok. Mọi người nhá. Con này thì mình đang đoán là bác ấy đã cấp hoặc thế nào đấy. Và cái kiểu mạch này ấy, mà nó chết nguồn cấp trước này, đây nó lổ cầu chì rồi này, nó lổ cái IC rồi nhá. Thì nó sẽ được nguồn ra 12V dâng cao chẳng hạn, nhưng mà vẫn có cái bộ 7905 này để hạ áp để chống chết được IC, nhưng mà chúng ta sẽ xem nó có chết không nhá. Thì các bạn này bây giờ mình dùng cấp nguồn của nhau nhá, của mình nhá. Mình đang chỉnh lưu ra này thành là 5V lại 4,99 đấy các bạn ạ. Thì mình có nhìn đây là âm dương trên tụ nhá. Thì đây là cực âm này. Cực âm thì nó đi ra cái chân này, ra con này này, thì đây mình sẽ cấp âm vào đây là âm tụ nhá. Tiếp theo này. Nguồn dương này nó đi ra đến cái chỗ này. Nó đến cái chân này nhá, thì chúng ta sẽ nhìn nhá. Để cho làm nhanh và gọn. Nếu mà cấp mà nó lên nó kêu hoặc là bấm nó chạy thì tức là vì dưới sống thì mình sửa. Còn nó chết thì sửa mất công. Nên rất nhiều bạn là xem những video của mình là sửa ok nguồn rồi đấy, nhưng mà nó chả lên được vì xử lý chết thì cũng bó tay nha mọi người nhá. Thì mình cấp này. Ôi rồi, có đèn báo ngon nhưng mà ăn tận 0,5A luôn. Với những cái mạch nguồn này là chỉ ăn quẩy 0,02 hoặc 0,01A thôi, chứ không phải ăn như này. Và con chip này đang chuyển trạng thái tăng nhiệt nhá. Mình đang sờ mình biết. Do đó nó chỉ có đèn power thôi và chết toi phí chip nhá. Nên không làm ăn gì được nữa nhá. Thì tại sao không làm ăn gì được? Thì đố các bạn kiếm được con IC này đấy. Con IC này chúng ta có thể có mã đây này, chúng ta có thể mua được. À không, hãng này con này con IC trắng rồi, không có tên nhá. Thì nhiều trường hợp ấy chúng ta đã kiếm được con IC có tên đấy nhưng mà nó không có chương trình nạp, chương trình phần mềm. Thì chúng ta cũng không bao giờ chúng ta chữa được nó nhá. Nhiều người thì bảo là tại sao không copy từ cái con sống này loại lạp vào, thì nhà sản xuất họ lóc rồi, có rời copy nhá mọi người nhá. Đó là cái bản quyền của họ. Do đó mà muốn sửa cái này chúng ta phải kiếm được
đến nhà sản xuất và anh ơi cho tôi xin cái con IC mà có chương trình ấy, thì khả năng các anh vui các anh cho, hoặc là liên hệ hãng mua cả bo rồi chứ họ chả bán IC đâu các bạn nhá. Thế là nói vui thôi. Tóm lại là đã giải quyết xong một bo, ok, đã xong một bo nhá. Tiếp theo quản Mitsubishi thì ban đặc trưng của nó cũng nổ nguồn, và mình đính chính cho một người mình sửa nguồn nó bền lắm, tụ xịn, IC xịn, quận L thì không biết nó xịn không, quận L thì là nó sẽ IC của tụ chết thì nó mới chết. Thì nhá, thì cái mạch này thì nó lại khác cái mạch vừa nãy. Cái mạch vừa nãy thì nó sẽ mạch ụt nguồn ấy, nó sẽ hạ ra là 12V. Nhưng cái mạch này nó sẽ là nó dùng là LLK304 nhá. 12 thay bằng LLK364. Nó sẽ hạ ra cái nguồn 5V nuôi trên này, và nguồn 5V đấy nuôi trực tiếp IC luôn. Tóm lại là nó mạch book là nó từ 300V ra thành 5V luôn, chứ không như ông này là ông ấy chơi thành hai nhánh. Là book ra 12V. Và một số model ấy, Kangaroo ấy thì là nó sẽ nguồn cấp cho cái phun xương ấy, nguồn cấp cho cái biến áp phun xương ấy là nó sẽ đi qua dơ le rồi, nhưng con này ông chơi chiếc cho rẻ rồi các bạn ạ. Chiếc rẻ dơ le mà các bạn. Thì con này thì bây giờ này cấp trên âm dương trên con tụ này nhá, thì mình nhìn này. Đây là cực dương của tụ nhá. Cực dương của tụ thì đi đến cái dây gì này. Đó, đây là dương của tụ đến cái dây gì này. Là đã cấp được dương rồi nhá. Còn âm này. Âm của tụ thì nó là cái dây gì này luôn. Đúng luôn, đây, bắt đầu nhá. Kêu đi nhá, đừng không kêu. Ok, đấy, chúng ta sẽ nhìn nhá. Vi xử lý sống thì nó chỉ thế này thôi. Cái con này thì nó nuôi cả con CMS164 đây, chính là con HC164 nhá. 74HC164 nhá, con này quét led 7 đoạn thôi. Thì nó có thể ăn tải nhiều hơn thì nó chỉ ăn đến 0,02 là cùng thôi, chứ không phải 0,5V như kia nhá. Nhưng con này sắc sửa nguồn nó ngon. Phím hỏng rồi, chả bấm được nữa. Ở đấy bấm được rồi. Thay phím nữa các bạn, phím hỏng hết rồi. Bấm mạnh cái nó lại được đấy các bạn ạ. Đấy, bấm mạnh cái lại được luôn. Mình dí mạnh cái nó lại tiếp được mà, nó tóm lại nó làm xỉn. Con này nó lổ một khối nguồn thôi nhá. Chúng ta sẽ nhìn nó lổ này, và may mắn là IC không chết. Dạo gần đây thôi, mình thấy đấy là những cái quạt Mitsubishi này cứ một năm là chết các bạn ạ, nhưng mà rất may mắn là IC nó không chết nữa. Ngày xưa toàn IC chết đây, lỗ nguồn này, chết cả IC. Thì con này sẽ cứu được nhá. Tiếp theo con này thì hãm bằng tụ rồi, lằng nhằng kinh này. Con này là con gì đây? Con điện trở này là hàn ở đây để làm gì? Tóm lại là cái bo này đã có thợ thử sửa, cụ thể là thay phím thay ước cái sao các bạn ạ. Thì cũng vậy thôi, mình sẽ kiểm tra xem nó có lên được không. Đây là con DZ nhá. Như vậy là mạch này thì nó lại tiết kiệm cả một con DZ này, chắc con DZ 5V6 rồi mọi người nhá. Và họ đã thay một con DZ rất bé luôn, phải thay DZ to chứ. Mạch này thì mạch ngày xưa 100k xả tụ thôi nhá. Nó sẽ có một con tụ 105 ở đây nữa, mất rồi, điện trở hạn này. DZ này phải DZ 1W thì mới chịu được, DZ 10W thì càng tốt, nhưng mà nó to và nó đắt mọi người ạ. Mạch này thì nó thiếu một con diốt nhá. Nó phải có hai con diốt 44007 nữa cơ, nhưng mà nó thiếu là cho con DZ này sẽ làm việc làm hai chức năng. Một chức năng là tràn để ghi map, và một chức năng nữa là xả tụ. Đó. Nên nó sẽ nóng hơn bình thường, nên con DZ này phải to, và DZ này chắc là 5V6 đấy các bạn ạ. Cổ ngày xưa này. Chip chuyên dùng cho là cái này nhá. Chip này hình như mua không có phần cần phần mềm đâu các bạn ạ. Có thạch anh dao động này, 455 này. Thế đây nhá, này cấp thử này, bắt đầu xem nó sống không để sửa nhá. Đây là dương. Đó, dương tụ nhá. Còn đây là âm ngay bên ngoài này. Không thấy kêu gì cả. À không, con này có khả năng nó sẽ không kêu. Mọi người ạ, đầu cổ này nó khi nó không kêu tít đâu. On nhá. Đấy, đầu cổ không kêu nhá. Đấy, bấm được luôn. Thay hết phím rồi. Mình sẽ quan tâm 3 phím này mà. Bật tắt này và cái screen. Cái screen thì đôi khi người ta treo tường, người ta chả treo lên, người ta ấn screen được đâu mà. Thôi cứ thay cho cái phím tắt này nữa các bạn nhá. Đó, như vậy là đã khám bệnh được 2 bo. Một bo thì đã xong rồi mà. Bây giờ bắt đầu tiến hành làm nhá. Làm bo mixu trước. Đây này, người tháo ra ghê gớm không? Làm nhanh còn nó đi đón học, sắp đến giờ đón học rồi các bạn ạ. Khổ, vừa sửa chữa, vừa đưa đón con đi học.
Cuộc sống nó là thế mà, chứ có phải là làm việc không đâu. Quản Mitsu này thì mình sửa quá nhiều rồi, mình đã làm những video chia sẻ hết cho mọi người là cách sửa ra sao, mua linh kiện ở đâu, sửa như thế nào. Mình còn cả giới thiệu một cái bản chuyên sửa bo quạt này cho mọi người mà gọi cho mình bận mình không nhận ấy. Các bạn có thể liên hệ với người ta ấy. Người ta cũng chỉ là người xem kênh thôi, nhưng mà người ta có kiến thức nên người ta có linh kiện, người ta sẽ sửa zin được cho các bạn. Combo bao giờ hai tụ, hai quận L đấy, tí là đo xem có quận L sống không. Lâu ghê không gặp quận L là sống, ngày xưa là có quận L sống đấy các bạn ạ, giờ tao thấy quận L chết đây. Tụ này là tụ dùng tụ của AC, tụ này không xịn bằng tụ cắp son hay sao ấy. Con này cầu chỉ không cháy nhá mọi người nhá. Hai quận L này ngày xưa thì nó không được 1mH đâu, nó chỉ khoảng 0.68 thôi, nhưng mà lắp 1mH thì càng ok, cũng ok các bạn ạ. Con IC nó sẽ tự động thay đổi độ dụng xung được. Và cái quận L này nó quan trọng, còn quận L này chỉ là quận lọc thôi. Bây giờ chúng ta sửa những cái đây này, lấy cái quận L này cháy mất rồi. Lấy quận L này có thể lắp sang được đấy nhá. Quận vo này nó cháy nhá, thì mình sẽ tận dụng một quận này nhá, để chúng ta thấy là quận L trong những cái nguồn này nó rất là thông dụng nhau. Chắc là vẫn là 1mH thôi. Con này nó lổ, nó cháy rồi nên mình không lấy nữa, để mình xem thử xem có đúng không nhá. Đo quận L nhá. Đây, xem này còn sống không này. Không nên gì, tức là nó chết. Đây, con này nữa xem có sống không. Sống đi một con đi. Như vậy là con L này là 0.68 microhenry nhá. Các bạn nhá, như vậy nó sống đấy các bạn ạ, nó chưa chết nhá. Nha các bạn nhá, chứ không phải một đâu, chúng ta thay một được. Còn con này. Con này tận 1.4 microhenry cơ, cao cái nhỉ các bạn nhỉ. Kệ thôi, hôm nay mình sẽ không lấy mới nữa, mình sẽ tận dụng hai con này cho chúng ta tham khảo nhá. Để chúng ta sẽ thấy là đôi khi là nó vẫn FB, nó vẫn chạy được bình thường. Con này thì mình sẽ lắp con lọc nhá. Con này này. Còn con kia chân nó hơi to, để xem con lắp được không, để lắp cho cái con ok kìa. Nên chúng ta sẽ thấy là đôi khi là 1mH hay là 1.5mH là vẫn được các bạn nhé. Đây, đo lại thử nhé. mH luôn nhá, chứ không phải là 1. Zin bản của nó này mình hay thay 1 mà. Đó, bây giờ mình sẽ hàn nó vào, nó chân nó hơi bé thì mình sẽ xử lý nó chân nó đã nhá các bạn nhá. Chờ mình chút, hơi lâu chỗ này đấy. Hai con tụ của Capson 400V 6.8, zin bản của nó là 450V 4.7 hay sao ấy. Mọi người nhá, hoặc là 400V 4.7. Đã nhét được quận L vào rồi, không phải lối dây, không phải giết kể cả, hơi ngắn nhưng mà đã bám được rồi. Nhá, IC đây. NLK364 nhá. Cố gắng lên nét cho mọi người xem đấy. Đấy, NLK364PN chính hãng. Bác này tháo ra nhìn bẩn cuối cùng. Thì nữa sẽ rửa qua nữa nhìn cho nó phê các bạn ạ. Chứ bẩn quá nhìn kinh. Mình hay hàn đắp cao lên lắm để tản nhiệt cho tốt các bạn ạ. Con này thì cầu chỉ không cháy. LTC không nổ. Đây này, con LTC là nhiều cái đoạn nó nổ tung con này luôn. Thì chắc là con diode này cũng không cháy nha. Cần phải kiểm tra những con đấy đấy nhá mọi người nhá, chứ không phải là cứ táng vào là được đâu. Đấy, bây giờ bắt đầu lấy dây để test thử, cắm ghim qua bóng đèn thôi nhá mọi người nhá. Ok thì mình cắm trực tiếp. Đây này, ổ điện đây, cho mọi người tham khảo này. Bóng đèn 60W thôi, 40W được, 30W được, 10W cũng ok nhá. Với cái mình nguồn xung bé bé này, nhưng mà lắp chơi 200k đôi khi nó cũng nổ IC, nó mà bóng nó không ấy đấy, nó chết cả IC luôn đấy.
bấm này cho nó sáng đèn. Vừa nghe điện thoại, bắt đầu nhá, xem nó lỗ nhá. Thì vừa nãy mình đã nói cho mọi người biết được đâu ở đâu rồi nhá. Âm ở đây, dương ở đây nhá. Chúng ta nhìn đồng hồ nhá, đo trước rồi đấy. Đo ghi điện này. Đấy, vẫn tít đẹp mà, vẫn 4,99 5V. Tóm lại là 1,5 hay 1 ấy, hay 0,68 ấy thì là con IC này. Mình cảm giác như nếu mà sử dụng quạt L mà có chỉ số lớn hơn này thì con IC này nó lại giảm nhẹ hơn đấy các bạn ạ. Tóm lại là trong FB của nó bình thường nhá mọi người nhá. Ok. Như vậy là con này hỏng IC 2 tụ và một quận L, còn một quận L vẫn sống nhá. Đó, đi rửa tí rửa qua, bây giờ chuyển sang sửa nút con kia. Con kia thì mình lại bắt đầu lấy con DZ546 loại to kèm với một con tụ 105, cái con 546 bé như này thì chết sớm các bạn ạ. Chết ngấp ngoải mỡ sớm. Bởi vì tại sao mình biết chức năng của nó, chức năng của nó là như nào và dòng chảy nó ra mức như nào. Nhiều trường hợp chúng ta tháo những cái quạt lâu năm ra, chúng ta thấy mối hàn ở cái con DZ này nó còn vàng cơ mà, thì chúng ta sẽ biết làm dòng cao như nào. Nhưng con DZ này nó, để mình xem trên này nó ghi bao nhiêu, nó 41, 48 hay là gì đấy. Các bạn chờ mình đọc nhé, xem nó đúng không nhé. Rất tiếc là các bạn không thể nhìn được nhưng mình đọc được nhá. Nó là 1N4148A các bạn ạ. 1N4148, ôi giời ơi, thợ ơi. Thì không ghim tí nào cả. Nói như vừa test thì vì xử lý sống, may mắn không chết nhá. Tụ này không biết có hỏng không. Tụ này mà tăng lên tụ lên 1000mm thì càng tốt. Những cái quạt thương hiệu nổi tiếng này nó sẽ là 1000mm đấy. Cụ thể là Mitsubishi đời hã bằng tụ là tụ 1000mm nhá. Nó vẫn nạp được nên kệ thôi. Tiếp theo đo cái này. Không sao. Con điện trở này chắc cũng không chết. Con điện trở hàn đấy, 22 ohm to cực kỳ luôn. Rồi, chờ mình lấy hai con kia. DZ1W mình cũng có đấy, nhưng hôm nay mình sẽ cho chúng ta tham khảo ấy là chúng ta dùng hai con 5V6 đấu nhỏ lại 0,5W đấu song song nhau thì cũng tương đương bằng con kia nhá. Đây là những cái mẹo mình muốn cố gắng để cho mọi người hiểu rằng nó vẫn ok. Con này nó ghi chữ là C5V6ST nhá mọi người nhá. Thì đó chính là con DZ546 nhá. Còn đâu 1W thì nó ghi kiểu mã khác, nó không ghi như thế các bạn ạ. Nhưng cái chân kia hơi bé này phải quấn như này đi. Chân sắt đấy, hút hết vào luôn. Hai con song song nhau thì chịu dòng tràn của hai con thì nó sẽ san so nhau thì nó sẽ chịu tốt hơn các bạn nhé, là tương đương con 1W. Cái nắp ba con thì càng tốt các bạn ạ. Thì bằng 1,5W. Nắp 4148 vào đây thì cũng bó tay rồi. Đấy, nhìn nó xấu xấu bẩn bẩn thôi nhưng mà vẫn ok nhá các bạn nhá. Hàn luôn sang bên này luôn cho nó giữ chân. Hình như con này tụ nằm phía đằng sau hay sao ấy các bạn ạ. Đây tụ đây 1mm nhá, 275V. Đây đo cho chúng ta tham khảo này. Không nhìn được. Đấy, 1mm đo được 0,9989, 0,9mm nha. 0,99mm, đẹp vãi.
con điện trở này 100k là hơi hơi lạ, con này phải 220k nhưng thôi cứ kệ thôi, không phải thay đi các bạn ạ. Con điện trở này không thể 100k được, con điện trở này cao hơn 100k con điện trở này sẽ nóng các bạn nhé. Đây, tiện sẵn con này luôn, 820k. Có mạch nó lắp 1 mê đấy các bạn nhé. Đó, điện trở xả cho tụ thôi. Để chúng ta sờ, khi rút điện rồi ấy, là tụ nó phải xả điện. Không thì sờ vào nó sẽ bị giật, nó tích trữ đấy các bạn ạ. Thì tất nhiên là nếu nó lắp một con 100k kia vào thì rút ra tầm khoảng vài giây, tầm khoảng 1 giây cái nó đã xả hết rồi. Nhưng mà lắp 820k này tầm khoảng 2 hoặc 3 giây nó mới xả hết chẳng hạn. Các bạn cứ hiểu nôm na như thế nhá. Nội trở cao thì nó xả lâu hơn mà. Alo. Vâng, alo, có phải Vũ Thiên không ạ? Vâng. Thay cho cái nồi cơm Mitsu được không em? Cái gì anh? Nồi cơm á? Vâng. Anh muốn mua cái gì á anh? Tôi muốn mua ăn để cho tôi quả pin để thay cho cái nồi cơm Mitsu ấy mà. À, pin gì? Pin nuôi á? Vâng. Em không có anh ạ. À. Anh vào Super anh tìm, anh vào Google anh search đầy nơi nó bán anh nhá. Em có bán đâu. À, thế à? Vâng, vâng, em chỉ sửa thôi, em không bán anh nhá. Rồi, rồi, đấy, họ hỏi mua pin để lắp cho nồi cơm Mitsu, xem là pin nuôi các bạn ạ, pin nuôi giờ ấy, nuôi giờ và khi và chương trình khi mà đang chạy và mất điện thì nó vẫn lưu chương trình để nó chạy tiếp đấy các bạn. À, ông này cứ để bên này đi, đừng chạm vào cái gì là được. Đó, test nhá. AC vào đây. Mình chưa biết là con điện trở này là con gì mà họ hàn vào đây đâu các bạn ạ. Con điện trở này này. Ơi. Kia, đây nó đưa ra rồi. Dạo này mình ở nhà, mình lại còn kiêm nhận hàng cho hàng xóm láng giềng xung quanh nữa các bạn ạ. Người ta đi làm bắt đầu shipper nó giao, nó điện mà là đến quán Vũ Kiên Dường Tử lấy hộ. Nên là họ về họ lấy. Không biết con đấy là con gì thì cứ bỏ đi thôi nhá. Ghi điện đo xem có 5V không. Cái dây này dây đẻo, sắp đứt rồi. Đã ghi điện nhá. Hay là cháy cô chi không nhỉ? Đến giờ nó hỏng rồi. Đấy, 4,89 là 4,9 đấy nhá mọi người nhá. Con DZ516 đây các bạn ạ. À, chúng ta đo điện áp trên này không đo được đâu nhá. Bởi vì nó có xung xoay chiều. Các bạn ạ, nên không đo được đâu. Nhưng nó là DZ516 đấy. Thì ở đây ta sẽ thu được khoảng tầm 5V mà. Thì bật nhá. Đấy. Không tắt được này, để tí thay có mấy cái phím nữa. Thôi mình cũng kết thúc luôn video. Mình sẽ thôi để cho nó hỏng về sẽ thay phím rồi sẽ rửa sạch cho chúng ta tham khảo một chút. Với con này thì không rửa được nữa nhá, bởi vì khi họ đã hàn mà để lâu ấy, thì là nó rất khó rửa luôn. Còn con này vừa mới hàn xong ấy thì những cái chỗ mình hàn này rửa kiểu gì cũng sẽ sạch luôn. Đã thay cái phím tắt mở này, mình có mua cái phím riêng này dành cho quán Mitsu các bạn ạ. Phím đúng của nó luôn mà. Và đã rửa qua một chút nhá. Chỗ này nhiều quá rửa không sạch. Về người ta hàn nó lại ấy nữa. Bẩn lại như cũ mà các bạn. Như vậy là bo này ok. Bo này thì cũng đai tay phím. Nhưng cái phím đang thay là phím cao nhá. Mình mua cái phím nó dày cao này này. Nên bây giờ cắt bớt nó đi thôi. Các bạn ạ. Cắt bằng cái khoảng cách của cái này này. Nửa khoảng cách đây. Đó. Thế là ok. Rồi, test lại lần nữa để kết thúc. Như vậy là con này đời cổ là bấm ghi điện không kêu tít đâu. Ô, đứt dây ra. Rồi, có đứt đâu. Sao lại có không gì. On ở đây các bạn ạ. Như này phím này không bấm không không ấy thì thay lốt.
tắt này. Ở đây mình thực khiển. Sợ nó này không bấm được khiển đấy các bạn ạ. Và treo tường người ta hay dùng khiển nhiều mà mọi người nhá. Mình có cái khiển đa năng này, bấm được cái bọn này mà. Đấy, tắt này, on ở đây cũng chuẩn đấy chứ. Tắt ở đây nhá, on ở đây này. Đó, hẹn giờ ở đâu. Đây là screen đúng luôn. Còn những cái này thì chả biết nó là cái gì. Ở đây chắc là thời gian đấy. Ok. Thôi video kết thúc. Mình đi chạy đồng. Chào tất cả các bạn nhé.